Chào mừng nhật, xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con lọc khí Panasonic Hàng Việt. Con này có mã là VH70. Như các bác đã biết thì con này em đang bán là 3,2 triệu cái mẫu như này. Nhưng mà con này thì nhập và nó bị thiếu vẫy. Con này rất hay bị thiếu cái cánh vẫy này. Vì thực ra nhiều khi này vận chuyển về là hay bị lấy các bạn, hay bị lấy nhé. Nhưng mà bên Nhật họ chẳng lấy làm gì đâu. Nhưng mà đa số là người Việt Nam mình hàng thiếu bắt đầu lấy sang đồ của mình. Là sinh ra là thiếu hàng, thiếu vậy. Nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu nhá. Con này là rất là VIP này. Đây, giá bình thường thì 3,2 triệu đấy, nhưng mà con này chú vậy em bán mất đi 1 triệu, còn 2,2 triệu. Một con cao cấp có cảm biến phát hiện người này. Với cái tầm tiền này thì nó thật sự các bác chả tội gì mà phải mua những con máy cỏ cả. Vì bản chất cái này nó chỉ là lắp đậy thôi, nó cũng không quyết định gì về cái vấn đề là ảnh hưởng đến chất lượng đâu nhá. Đây. Con máy còn khá là đẹp, đấu biến áp điện 220V rồi, cảm biến mắt phát hiện người này, đấy, màng HEPA zin còn khá là đẹp, HEPA zin còn rất là đẹp quá nha, đây. Giá có 2,2 triệu thôi, bằng con máy cỏ, thiếu vậy, nhập về khi nó bị như vậy. Con này dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Màng bình nước này, màng tạo ẩm còn zin rất là đẹp luôn nhé. Hình thức còn rất là đẹp, tạo ẩm. Giá thành mọi thứ rất ok. Con này thì cũng không quay nhiều làm gì cả vì nó tình trạng nó như vậy rồi. Giá bán bằng một con máy cỏ thôi, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, bảo hành 1 năm cho các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Chào các bác.